Bây giờ Trung Quốc đang bắt tay với Nga trong cái chuyện này để chống lại Mỹ cũng như các nước phương Tây. Nga mặc dù là hơi yếu sau khi xem lăng Ukraine lại lệ thuộc kinh tế Trung Quốc rồi thiếu vũ khí tùm lum nhưng mà vẫn còn làm cường quốc bởi vì anh vẫn có đồ chơi nguyên tử. Thế thì bây giờ Mỹ là đi đầu cùng với các nước khác liên minh lại với nhau để chống hai cái ông này. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cái sự bành trướng của Trung Quốc trên thế giới. Chuyện thứ hai là cái sự nở rộ của các chế độ chuyên chế độc tài mà đứng đầu tiêu biểu là ông Putin. Ông Putin bị coi là nhà độc tài, chuyên chế, mở ra một cuộc chiến chỉ vì cá nhân đâu, vân vân, vân vân. Đó, đây mình không nói đúng sai ở đây, nhưng mà đại khái mục đích của Mỹ đang chống như vậy. Thì trong cái việc chống này đó, ông Mỹ không phải chỉ nhờ cần những ông Tây Tô những ông Liên Âu mà cần các nước khác trên thế giới để mà bao vây hai cái anh này. Nhưng mà chuyện nó không dễ như vậy. Tài liệu mật mới đây bị rò rỉ từ trong ngũ giác đài mà do canh binh nhì dắt từ Sera ở Massachusetts. Lích ra quý nhớ không? Và bị bắt. Nào. Thì ta đọc trong đây ta thấy là theo dựa theo tài liệu đó đó có một số quốc gia đang lợi dụng cái sự khó khăn của nước mỹ đặc biệt là quá trình quyền joe biden để thủ lợi hoặc để đu dây giữa những quốc gia này đó là cái đề tài muốn nói ngày hôm nay thì trong những quốc gia này có cả những quốc gia quan trọng mà thậm chí những quốc gia đồng minh của mỹ thậm chí là hàng năm nhận viện trợ của mỹ luôn viện trợ của mỹ thì tiền thuế của chúng ta à, không? À. ví dụ trong đó có này ấn độ này. Brazil, này, Pakistan, này, Ai Cập. Đây là những quốc gia trung bình, không phải là quốc gia lớn, không phải là cường quốc, không phải là quốc gia nhỏ. Nhưng nó là những quốc gia trung bình. Dù Ấn Độ, bây giờ có số dân đông nhất thế giới, là một quốc gia được coi là trung bình, quan trọng ở châu Á. Brazil là quốc gia lớn nhất ở tại Nam Mỹ. Pakistan là một quốc gia có vũ khí nguyên tử và là một quốc gia khá quan trọng ở cái vùng Nam Á. Và Ai Cập là một quốc gia quan trọng của trung đông đó thì trong cái tài liệu mà lộ ra như thế này nó cho thấy cái điều đó những quốc gia này họ chọn một là đu dây hai họ đứng qua bên lề họ muốn dính vô mặc dù về mặt ngoại giao họ vẫn nói ô ơ ừ, 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 ngồi nhưng mà khi ra đó bỏ phiếu họ khác hoặc là họ nói cho chống nhưng họ vẫn bán hàng cho nga hoặc là mua dầu cho nga ở à, cuộc của, của nga hoặc là có những nước bảo ô tôi chống nga ở à, tôi, tôi ủng hộ nga nhưng mà tôi vẫn viện trợ hoặc là giúp chuyển giao thực phẩm và vũ khí cho ukraine đó nghĩa là họ đu dây tá lạ hết trong chỗ này đó. thì trong trường hợp này đó. thưa quý vị một nhà quan sát ở cái gọi là kandy endowment họ nói như thế này các quốc gia phát triển trong cộng đồng quốc tế bây giờ họ đang tận dụng cái thời điểm này khi mà hoa kỳ đang phải đối đầu với các thách thức chẳng hạn như là trung quốc và nga đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế và quân sự Đó bởi vì họ biết rằng là nga ngay cả nga bây giờ cũng thoát được cả cái sự trừng phạt của phương tây thì họ làm ăn à, nếu nga mà không thoát được lúc đó họ mới sợ thì các quốc gia khác hỏi hề hey, anh đâu trừng phạt nga được đâu đúng không tôi cũng đi giày tôi cũng đu giày và tôi vật gật gật anh nhưng mà tôi lại bắt tay tôi chăn gối với kẻ thù à. thì các quốc gia này họ rất thực tế họ bảo bây giờ đó là nó ba cái cường quốc này ông mỹ thì quá mạnh hai ông kia thì không mạnh bằng mỹ mà hai ông kia liên kết lại thì chẳng thua gì ông mỹ và ra không biết là 10 năm tới đây nước nào sẽ là thống trị thế giới ta không biết thôi thì bây giờ tranh thủ lúc này lợi được cái gì cho mình thì lợi đó là cái nguyên tắc của họ họ làm lợi cho quốc gia thôi chúng ta không trách họ được đúng không tôi đã nói nhiều lần thế giới, nhiều lần trên chương trình tôi bảo là các lãnh đạo thế giới đều là gốc khoa ấy quý vị có nhớ không gốc khoa họ là con ma nhỏ, họ hứa họ hứa không à có cái phim con ma nhỏ, họ hứa hứa cho nhiều cũng vậy thôi là họ hứa là họ gốc khoa đó bây giờ mình nói ví dụ pakistan này pakistan mỗi năm nhận hàng tỷ đô la của mỹ viện trợ về kinh tế và an ninh đặc biệt sau vụ chín một quyết biết vụ chín một năm hai một dưới thời mút con đại đa số những mà không tặc đều là Saudi Arabia công dân Saudi Arabia nhưng mà họ đều là xuất phát từ những cái bộ lạc hoặc là huấn luyện qua cái vấn đề mà Al Qaeda mà Al Qaeda lúc đó, đó là nó hoạt động rất mạnh ở cái vùng mà gọi là trái độ giữa Afghanistan và Pakistan thì để ngăn chặn những cái người này những cái tổ chức này Mỹ phải viện trợ cho Pakistan rất nhiều để Pakistan đi là tiêu trừ cái nhóm này bởi vì Mỹ không thể nào vào được những vùng núi hiểm trở ở phía bắc của Pakistan mà giáp Afghanistan chỉ có Pakistan mới vô được thôi Pakistan Mỹ biết thừa luôn là anh vừa ăn tiền của tôi mà anh vừa làm lơ luôn mà Mỹ không có cách nào khác và quý vị nhớ cái thời Barack Obama khi mà bắt khi mà hạ sát Osama bin Laden Mỹ còn không báo cho Pakistan biết mà ở thành phố A thì abot abot nhớ mỹ đưa cho thằng một cuối rất rớt một chiếc không lên được hạ sát osama Laden, lấy xác đem lên tàu hàng không mẫu hạng can vinson sau khi xác nhận dna này kia là thả xuống biển không báo cho pakistan biết luôn bởi vì báo cho pakistan pakistan báo cho osama Laden để mà chạy trốn chạy trốn để làm chi trốn để pakistan nhận tiền nữa cho cái gì <laughs> đúng không đó. thì pakistan là cái mà nhận rất nhiều tiền của mỹ nhưng mà trong tài liệu mà Bộ phòng lộ ra mới cho thấy là có những cái tài liệu là cái bà Hina Rabbani Kha. Bà này bây giờ là chủ tịch Hội đồng Ngoại giao Pakistan và trước đây là Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan. Hồi tháng 3, bà có nói rằng là chúng ta không thể duy trì cái gọi là gì đứng ở giữa giữa Trung Quốc và Mỹ nữa. Phải nói như thế, không? thì trong một cái thông báo nội bộ mà tài liệu này họ có không biết họ lấy thông tin đâu nhưng mà trong cái tài liệu của bộ quốc phòng của mỹ có trong một cái tài liệu có tựa đề là pakistan difficult choices tạm dịch tiếng việt là những cái lựa chọn khó khăn của pakistan thì bà kha này bà nói như thế này nè bà, bà, bà yêu cầu gọi là pakistan nên tránh tránh có những hành động có vẻ làm hài lòng phương tây Mặc dù Pakistan vẫn duy trì cái đối tác với lại Mỹ Nhưng mà cuối cùng ra đó Thì nếu muốn hưởng hết cái lợi đó Thì Pakistan phải nghĩ đến những cái đối tác thật sự chiến lược với Trung Quốc Về mặt kinh tế, quý biết đó, trong cái chính sách mà một vành đa một con đường của tập cận bình nó đi qua xuống những cái cảng phía nam pakistan đổ tiền vào pakistan nhiều lắm Bây giờ là có những kỹ sư Trung Quốc, những đoàn xe Trung Quốc, cả bao nhiêu ngàn người Trung Quốc qua Pakistan đang làm việc đó. Cho dân Hồi giáo đó bực lắm, thỉnh thoảng họ vẫn đánh bom vào những cái xe mà chở dân Trung Quốc. Hoặc là bắn kiểu dân Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc vẫn không buông. Mà đó là cái cửa ngõ rất tốt cho Trung Quốc, đổ xuống Ấn Độ Dương. Hiểu không? Thành ra họ đổ tiền Pakistan, không Pakistan mà. Rồi lượng tiền nhân dân tệ ngon, cũng vẫn nhận tiền đô la, vừa nhận đô la, vừa nhận nhân dân tệ luôn. Đó, không? Tôi sẽ trình bày tiếp câu chuyện này sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 tôi nói về câu chuyện một số quốc gia được coi là đồng minh của Mỹ bây giờ họ đang lù dây và họ bắt cá hai tay trong cái thế mà Mỹ đang gặp khó khăn đối đầu với Trung Quốc và Nga hiện nay. của Trung Quốc bây giờ cũng là một quốc gia có ảnh hưởng trên thế giới. Họ tiền rất là nhiều. Thấy không? Họ phát triển kinh tế. Đó. Thế bây giờ mấy nước họ đi hai hàng thôi mình vẫn lượng đô la vẫn lượng nhân dân tệ thì tôi đang nói đến trường hợp ba, pakistan và tôi nói cái trường hợp cái bản báo cáo nội bộ của bà kha là chủ tịch hội đồng ngoại giao của pakistan bây giờ mình phải nhìn tới trung quốc thôi mỹ biết cái chuyện này đây là tài liệu trong bộ quốc phòng của mỹ rò rỉ ra ờ, như tôi nói nãy là mỹ họ không cho biết làm sao họ lấy được thông tin này nhưng mà rõ ràng có gián điệp có điệp viên cung cấp cho các bạn báo cáo nội bộ của các bà uh, bà Kha đó là cái bà mà 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 đặc trách về ngoại giao của Pakistan rồi trong một cái tài liệu khác đề ngày 17 tháng 2 à, mô tả ông thủ tướng Sheba Sharif của Pakistan bàn thảo với các cố vấn của ông về cái chuyện mà bỏ phiếu à, lên án nga trong cái vụ mà nga xâm lăng Ukraine ở tại đại hội đồng Liên hợp quốc, thì ông mới hỏi cái người cố vấn này chúng ta nên bỏ phiếu như thế nào, bởi vì bây giờ nghĩa là phương Tây đang áp lực chúng ta, thấy không? Tất cả bỏ phiếu để mà lên án nga, thì cái người cố vấn này mới nói với ông Sharif như thế này nè, nếu mà bây giờ chúng ta bỏ phiếu mà lên án nga đó, thì chúng ta thay đổi, có nghĩa là chúng ta thay đổi cái lập trường của chúng ta bởi vì Trước đây chúng ta đã bỏ phiếu trắng rồi Trước đây đã bỏ phiếu trắng rồi Thì bây giờ phải tiếp tục bỏ phiếu trắng nữa <laughs> Chứ nếu mà bỏ phiếu chống Nga đó là kẹp Là tự nhiên chúng ta thấy rằng là người ta thấy cho chúng ta thấy là Chúng ta đổi lập trường mà như vậy không có lợi cho chúng ta đó, Nói vậy luôn cho các bạn này đó Bởi vì Pakistan lúc đó đang tính cái chuyện là Thương thuyết với lại Nga trong vấn đề thương mại và mua năng lượng của Nga Đề phòng trường hợp là có thể những quan hệ của Pakistan với các nước phương Tây bị cắt đứt à, Cho thấy không? Tức là Pakistan ông chơi vừa là Mỹ là nhận tiền của Mỹ này, vừa là chơi với ông Trung Quốc là chơi cả ông Nga luôn. rồi bây giờ mà chống Nga đó thì kẹt. Bây giờ không có chống Nga mà làm lơ. Để nếu mà nay mai ông Mỹ ông có bực mình với chuyện ông Pakistan mà chơi ông Trung Quốc mà ông cắt lên chợ thì ông Pakistan ông vẫn có thể ông mua được ông không có tiền ông mua nhưng mà tiền ông mua với giá này ông mua được của ông nghe đó thì thế là tính toán không đó. tài liệu cho thấy như vậy hết thành ra sau đó là gì cái cuộc bỏ phiếu kế đó là ông Pakistan bỏ phiếu trắng <laughs> bỏ phiếu trắng đó ngày 23 tháng 2 đó. Pakistan là trong số 32 quốc gia bỏ phiếu trắng trong cái vụ mà yêu cầu nga rút quân ra khỏi Ukraine cứ thế cuối cùng tôi, 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 phải mở ngoặt chỗ này tôi nói hoài trên đời này quý thế cuối cùng đạo đức là nó học 32 nước thấy chưa 141 nước là là phản đối nga 32 nước bỏ phiếu trắng đó, 7 nước thì chống lại trong đó có nga đương nhiên là. tôi vẫn nói cái gì hoài trên đời này chả có đạo đức cái phép lạc cuối cùng là quyền lợi quyền lợi và quyền lợi thế bác cái là một điển hình đâu mà không phải Pakistan, cái tâm nước nào cũng vậy đó họ làm như họ tính toán làm sao nước họ không có không bị bất lợi họ có thể là đi ngược lại đạo đức gì chuyện nhỏ có cái gì ngay cả chúng ta thôi nó thẳng quý vị có, có nhiều người mặc Đúng. chúng ta dạy con cái chúng ta là làm như thế này nhà, ờ, con không được đó nhưng mà ra đường chúng ta vẫn ăn cắp của người khác bởi lúc đó tôi không ăn cắp về con tôi nói đó hôm nay con tôi nó không có gì ăn nó ra ăn cắp ổi mì thôi mặc chúng tôi về nhà nó dạy con tôi là đừng có ăn cắp nhé đó là trường hợp Pakistan nhiều một số trường hợp khác nữa đó. Ví dụ như là Nam, Nam Phi cũng chơi cái trò luôn đó. Đó. Nam Phi cũng chơi cái trò này luôn Đây Khi mà Nam Phi mới đây có tập trận lại nha Nhưng mà khi đó Nam Phi vào tháng 8 tới đây sẽ tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh BRICS là bao gồm một số nước chẳng hạn như Brazil, Nam Phi, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Thì Mỹ hỏi rằng là Ê, mấy anh là tổ chức cái này thì mà nếu giả sử ông Putin ông sang có bắt, có hay không thì Nam Phi trả lời lững lờ, lững lờ trả lời nước đôi, không dứt khoát. Mặc dù Nam Phi là cái nước mà thưa quý vị là rất thân thiết với Mỹ. Trước đây là ông Tổng thống Barack Obama đã qua bên đó thăm ông Nelson Mandela. Mà cái đảng ANC đó là cái đảng của ông Nelson Mandela mà bây giờ đang cầm quyền. Nhưng mà thưa quý vị bây giờ họ chơi với nhiều nước. Hồi trước là họ rất thân thiết với Mỹ. Nhờ Mỹ trợ giúp để cái vấn đề phát triển. Rồi chống cái chế độ kỳ thị chủng tộc và cái đảng ANC của ông Nelson Mandela mới, mới, mới lên nắm chính quyền. Bây giờ cũng cái đảng đó người khác lên họ khác rồi thấy không? Ở Ấn Độ, ồ, Ấn Độ thì quá rõ rồi, chúng ta thấy Ấn Độ, thấy không? Trong một cuộc điện đàm vào ngày 22 tháng 2, thấy không? Giữa Washington và Manila, tại Ấn Độ đó. Thì cho thấy rằng là Ấn Độ đứng về phía Nga nhiều hơn. Đặc biệt qua công cố vấn Ajit Kumaruvan và cái người mà cố vấn bên phía nga là ông nikolai patrushev đó là theo cái tài liệu của uh, ngũ giác đài tiết lộ cho biết trong vụ này ông dovan tức là bên ấn độ đã bảo đảm với ông patrushev là ấn độ sẽ ủng hộ nga trên nhiều phương diện và ấn độ sẽ làm việc là bảo đảm rằng cái vụ mà cuộc chiến ở tại bên mà nga xâm lăng ukraine sẽ không được đề cập trong chương trình hội nghị thượng đỉnh g20 mà ấn độ làm chủ tọa à thấy chưa <laughs> ông ấn độ bảo đảm nga yên tâm đi cứ bán dầu cho tôi hội nghị thượng đỉnh tôi không cho đề tôi là chủ nhà mà cái này lại y chang như Campodia, hai lần Campodia làm chủ tịch thượng đỉnh ASEAN ấy nhớ Không ra thông cáo chung. Là bởi vì trong thông cáo chung đó các quốc gia ASEAN đòi đưa vấn đề biển Đông vào nghị trình thì ông Campodia bác. Ông Hun Sen bác bởi vì ông nhận tiền của ông Bắc Kinh, ông Trung Quốc. Ông Trung Quốc cho vay tiền, hỗ trợ thì ông Campodia bảo không, tôi là chủ nhà. Tôi không cho vô thì không cho vô thì không ra được thông cao chung Hai lần Cái lần cuối cùng là năm ngoái Khi mà tháng 11 năm ngoái đó Còn trước đó là 10 năm về trước Hai lần Họ sẽ tua nhau 10 nước sẽ tua nhau Không ra được thông cáo chung đó. Thì trở lại vấn đề Cho quý vị thấy là qua cái tài liệu mật này Nó lộ ra cho thấy nhiều quốc gia Bây giờ đang thấy Mỹ bị yếu dần trong lúc này và thấy là Trung Quốc với Nga đang liên kết với nhau để chặn đường Mỹ. Cho nên là họ khai thác cái sự yếu kém của Mỹ trong lúc này để họ có lợi. Đến lúc nào đó Mỹ mà mạnh thì họ lại ngả lại Mỹ thôi. Hay đến lúc nào đó Trung Quốc ngả mạnh thì họ ngả, ngả lại Trung Quốc. Và quý vị thấy đó, vừa rồi đó, sau khi ông Tập Cận Bình là được là bầu làm chủ tịch nước thêm lần thứ ba là các nước phương Tây, các lãnh đạo quốc tế xếp hàng gặp ông Tập Cận Bình xếp hàng từ thủ tướng đức cho tới tổng thống pháp đến chủ tịch liên âu tới thủ tướng tây ban nha tổng thống brazil rồi sắp tới là thủ tướng úc nữa tất tần tật, tật đó cuộc đời nó là như thế và cái tài liệu mặt này nó tung ra cho chúng ta biết thêm một cái xác định thêm một sự việc thôi chứ thực sự là chúng ta không ngạc nhiên bởi vì cũng là con người ai cũng vậy hết tất cả những giáo điều đạo đức mà họ nói ra cửa miệng đều là xảo láo hết. Cuối cùng con người ta hành động theo quyền lợi của mình. Mỹ nó gọi là self interest. Nếu không có quyền lợi của mình, mình, không lo quyền lợi của mình, mình không xứng đáng là con người trên vũ trụ này. À. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại chương trình sau.